Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Huyền Vi chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, may mắn và bình an ha. Hôm nay em lại review một lô ở V-Ship 2 Tân Uyên Bình Dương để cho tất cả những quý anh chị nào mình muốn đầu tư đất ở khu vực V-Ship 2 thì cả nhà hãy xem hết video này ha. Hiện tại em đang đứng ở khu nhà ở Sài Gòn Land thuộc Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một lô cũng khá là đẹp luôn ạ, nằm liền kề với khu công nghiệp và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn. Có diện tích bắt đầu từ cột mốc bên này nha cả nhà, cột mốc này nha. Sang với cột mốc phía bên này là ngang 5. Ngang 5 nha cả nhà. Ngang 5 và dài 16,7 nha cả nhà. 16,7 17,7 á, tổng là 18, tổng là 88 mét vuông. Em nhầm, nó hay hơi nhầm nha cả nhà nha. Tổng là 88 mét vuông nha cả nhà. Vị trí khá là đẹp. Xung quanh đây thì dân cư ở khá là nhiều rồi nha. Và điều đặc biệt hơn đó chính là nó liền kề với khu công nghiệp V-Ship 2 luôn, rất là thuận tiện cho chúng ta đi làm. Đó, phía đằng trước cả nhà cũng thấy ạ, đối diện chúng ta là khu công nghiệp luôn, đường đường xe ô tô đang chạy đấy ạ, là đường dân chủ đấy ạ, xe xung quanh. Chợ này, trường học, bán kính chỉ có từ 500 cho đến 1 km thôi nha cả nhà nha. Phía đằng trước chúng ta đó chính là đường mà vành đai 4 ở phía đằng trước nha. Đi thẳng phía thẳng trước phía thẳng trước là đi qua khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Còn một hướng về đi đường DT742. Còn hướng quay ngược trở lại là cũng đi về trung tâm Thủ Dầu Một và Sài Gòn ha. Thì bây giờ em sẽ lên xe em quay những cái tiện ích xung quanh để cho cả nhà xem ha. Bắt đầu từ vị trí lô đất, em quay cho cả nhà xem. Thì nếu mà ai mà đã quan tâm khu đất ở khu vực V-Ship 2 á, thì đều biết là V-Ship 2 này rất là phát triển. Tiêu chuẩn của nó là Singapore nha cả nhà nha. Cây xanh, vỉa hè, đèn đường rất là đẹp luôn. Và điều đặc biệt nữa đó chính là V-Ship thì rất là an ninh, cứ một đoạn là có một chốt bảo vệ nha cả nhà nha, nên là rất là an ninh. Nhìn cả nhà cũng thấy là cái vỉa hè của nó rộng đúng không ạ, rất là rộng luôn, thoáng mát sạch sẽ. Ở xung quanh đây thì dân cư ở cũng khá là nhiều, nên là tương lai sau này dân tập trung về đông hơn nữa, bởi vì ở đây thu hút khá là nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đa số là Nhật Bản này, Hàn Quốc này. Và ở đây mức lương khá là cao nha cả nhà, trung bình đó, từ 8 cho đến 15 triệu, tùy vào là tăng ca nhiều hay tăng ca ít nha. Nên là khu vực này giá đất cũng cũng rất là hot. Giá đất thì cũng cao so với những khu vực khác, bởi vì nó tiện ích xung quanh này cũng như là cơ sở hạ tầng rất là đẹp luôn. Tiêu chuẩn Singapore thì cả nhà cũng đều biết rồi. Phía đằng trước chúng ta đó chính là đường mà đây là vành đai 4 nha cả nhà nha. Vòng xoay vành đai 4 nè. Ai mà làm trong khu V-Ship 2 này rồi thì rất là thích. Tiện ích cũng như là an ninh rất là sạch sẽ, an ninh này. Cái đường này á, cái hướng này sẽ chạy ra, chúng ta đi khoảng độ 500 m là đến đường DT742, là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa Sài Gòn và đi về Bình Phước ha. Hướng này sẽ đi ra đường DT742 này. Hướng này sẽ đi lên khu công nghiệp này. Đó, hướng này sẽ đi lên khu công nghiệp nha. Và cái hướng mà ôm vòng xoay á, chạy thẳng á, bữa sau sẽ nối thông qua khu công nghiệp Mỹ Phước 3 và cắt ngang với đường DT741 nha. Và hướng này sẽ đi ra Thủ Dầu 1 nè và đi Sài Gòn.
đi ra hướng đường DT742. Nói chung là đường rất là thông luôn, thông tứ hướng cả nhà. Nên là quý anh chị và các bạn, những ai mà muốn đầu tư lô đất đó thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé. Và em xin kết thúc video ở đây ạ.